Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Người Lao Động, đã hơn một tháng kể từ hôm người dân ở địa phương Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện đôi chân người bị cháy xém trong bãi đất trống. Đến thời điểm hiện tại, câu hỏi về danh tính nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng vào cuộc tích cực điều tra. Một trong những ẩn số khiến vụ án phân xác này trở thành án khó chính là việc ADN được tìm thấy ở hiện trường chưa trùng khớp với dữ liệu mà cơ quan điều tra thu thập được trong cả quá trình điều tra và phá án. Quay ngược lại thời gian, ghi nhận của báo Dân Trí tối ngày 24 tháng 5, rạng sáng 25 tháng 5, người dân ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương phát hiện đôi chân người bị cháy xém trong bãi đất trống. Khu vực nơi phát hiện đôi chân người là bãi đất trống rộng khoảng 10.000 m², xung quanh đều có người dân sinh sống. Một người dân sống sát hiện trường cho hay, trước đó, một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống thì phát hiện một chiếc vali bị cháy nên tò mò mở ra xem. Lúc này, nhân chứng hoảng sợ và la hét khi phát hiện có đôi chân người bên trong. Nhận tin báo, công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Người đàn ông cho biết thêm, khu vực bãi đất trống này chỉ tập trung đông người vào những ngày chủ nhật. Nhóm người lui tới đây để ăn nhậu, hát hò. Còn ngày thường, chỉ có những đôi yêu nhau mới tìm đến đây để tâm sự vào ban đêm. Trong quá trình khám nghiệm, phát hiện tại hiện trường có một túi ni lông màu đen, bên trong có một túi vải màu đỏ, đựng tứ chi của thi thể, gồm hai tay, hai chân đã bị đốt cháy trong quá trình phân hủy. Qua thông báo, công an nhận được gần 200 tin báo của người dân có người thân mất liên lạc. Từ tin báo, công an lập tổ xác minh nhưng chưa tìm được ADN trùng khớp với nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương nhận định có thể nạn nhân là người nước ngoài nên đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận rà soát trường hợp người nước ngoài được cấp giấy phép lao động trên địa bàn nhưng mất liên lạc. Theo đó, công an tiếp nhận hơn 10 tin báo có người nước ngoài mất liên lạc, nhưng khi xác minh, họ vẫn còn sống. Để xác định nhân thân, lai lịch nạn nhân, công an tỉnh Bình Dương yêu cầu người dân tiếp tục cung cấp thông tin về người thân mất liên lạc, những nghi vấn liên quan đến vụ án. Thông thường trong các vụ án, nguồn tìm kiếm ADN thường được sử dụng từ các đồ vật xuất hiện tại hiện trường như vũ khí, ví dụ gậy gộc, rìu, dao, nơi mà máu, mồ hôi, da thường hiện diện. Mũ hoặc mặt nạ, nơi lực lượng kỹ thuật hình sự có thể dễ dàng nhặt được vài sợi tóc, mồ hôi, hay đơn giản chỉ là vài vảy gầu bong từ da đầu. Bàn chải đánh răng, đầu lọc thuốc lá, chai uống dở, con tem, những nơi mà chắc chắn sẽ tìm ra nước bọt của nghi phạm. Khăn giấy hoặc bông tăm có thể chứa chất nhầy, máu, mồ hôi hoặc rẫy tay. Một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, địa điểm không thể hợp lý hơn cho việc tìm kiếm tinh trùng, dịch âm đạo hay tế bào thành trực tràng. Một chiếc dũa móng tay, nơi có thể chứa những tế bào vẫy bông ra ngoài. Một chiếc túi xách, nơi có thể lưu lại mồ hôi của nghi phạm. Thế nhưng trong vụ án phân xác tại Bình Dương vừa qua, mặc dù tứ chi của nạn nhân được đặt trong túi du lịch màu đỏ, song cơ quan chức năng vẫn không thể tìm ra được dấu vết nào giúp xác định danh tính hung thủ. Từ dấu vân tay cho đến các bằng chứng ADN lưu lại trên chiếc túi đựng một phần thi thể. Từ nhiều năm nay, dấu vân tay đã trở thành một tiêu chuẩn vàng trong việc khởi tố một nghi phạm nào đó. Nhưng trong vụ việc này, nhà chức trách đã gặp khó khăn khi các phần thi thể đang bị phân hủy. Có thể việc phân hủy cũng như chủ đích đốt xác nạn nhân nhằm phi tang đã hủy hoại một trong những dấu vết quan trọng nhất giúp truy nguyên nguồn gốc nạn nhân. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ ADN, những bằng chứng ADN được cho là đã giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong việc truy vết hung thủ cũng như xác định danh tính nạn nhân. Vì dù cho những tên tội phạm này có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng để lại một thứ gì đó ở lại hiện trường. Tóc, máu, da, mồ hôi, chất nhờn, v.v. Chỉ cần vài tế bào còn nằm lại hiện trường đã là quá đủ cho việc nhận diện. Vì những lý do này, cơ quan chức năng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho hiện trường vụ phạm tội. Hiện trường thường được theo sát bởi các kỹ thuật viên của lực lượng kỹ thuật hình sự nhằm thu thập chứng cứ để chắc chắn rằng những mẫu bằng chứng này không bị làm hỏng. Trong khi thu thập chứng cứ, bộ phận kỹ thuật hình sự cũng rất thận trọng, luôn né tránh đi qua những nơi có thể có sự hiện diện của những bằng chứng ADN. Họ cũng cực kỳ hạn chế việc chuyện trò, hắt hơi, ho
hay động chạm vào những vật ở hiện trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới chỉ đưa ra thông tin xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 30 đến 35, cao từ 1,5 m đến 1,9 m. Nạn nhân chết khoảng từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 5. Còn những thông tin khác dường như vẫn chưa có gì rõ ràng. Việc xác định được ADN của nạn nhân trở thành mấu chốt quan trọng, khai mở ra vụ án. Vì đơn giản, khi ADN được xác định là danh tính, tên tuổi, quê quán người thân sẽ được hé lộ. Từ đó, cơ quan đều có thể thu hẹp đối tượng tình nghi để giải mã vụ án nhanh hơn. Không chỉ việc xác định ADN trở thành điểm nghẽn trong cuộc điều tra vụ án phân xác ở Bình Dương, mà hiện trường vụ án cũng một phần khiến vụ án khó nay càng khó hơn. Cụ thể, ngay sau khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường ở bãi đất trống rộng khoảng 10.000 m², những chứng cứ liên quan đến vụ án dường như không thể hiện nhiều ở hiện trường. Vì nếu đặt giả thuyết khoảng đất trống đó là hiện trường vụ án, thì dù kẻ thủ ác có gian xảo đến đâu, thì dấu giày, vật liệu đốt xác cũng sẽ không thể nào qua mắt được những con mắt tinh tường của cơ quan điều tra. Một yếu tố nữa chính là quá trình việc lựa chọn nơi phi tang thi thể nạn nhân rất có thể đã được hung thủ tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Bởi thực tế, nơi phát hiện tứ chi người bị hại là một bãi đất trống, nơi người dân thường đổ trộm rác thải bốc mùi hôi thối trong khu dân cư thưa thớt. Điều đó đã gây không ít trở ngại cho lực lượng chức năng. Người dân ở khu vực này cũng cho biết, nơi đây thường xuyên có người đổ rác trộm, rác thải khắp nơi, nên vài ngày người dân ở gần lại đến gom rác, đốt cho đỡ hôi thối. Lý giải hành vi của kẻ thủ ác, các chuyên gia tội phạm học cho rằng bãi đất trống với nhiều loại rác thải bốc mùi là môi trường lý tưởng để vứt xác phi tang. Mùi thi thể của nạn nhân trong quá trình phân hủy sẽ dễ dàng bị trung hòa với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác tự phát, sẽ khiến mọi người không để ý. Khi các phần thi thể của nạn nhân càng để lâu, thì đối tượng gây án càng có thời gian lẩn trốn khỏi sự phát giác và truy lùng của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, khoảng đất trống đó lại không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cơ quan điều tra xác định đó chỉ là nơi hung thủ vứt một phần thi thể của nạn nhân. Vậy hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu? Câu hỏi khó không kém gì vấn đề ADN, chính là hiện trường đầu tiên, nơi gây án của hung thủ. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến hiện trường gây án của kẻ thủ ác. Thông tin ít ỏi mà công chúng được biết chính là nơi phát hiện ra đôi chân và đôi tay bị cháy xém không phải là hiện trường chính của vụ án. Trước đó, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra. Rất đông các trinh sát đã được tung đi nhiều hướng để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân, đồng thời trích xuất các camera quanh khu vực để điều tra. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ cũng đã khẩn trương xác định danh tính nạn nhân. Thông tin với báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, ngay sau khi nghe báo cáo về việc phát hiện thi thể người không nguyên vẹn ở bãi đất trống trên địa bàn, ông đã chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tôi đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh tập trung điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý. Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng sẽ thưởng số tiền lên đến 100 triệu đồng cho bất kỳ cá nhân nào cung cấp thông tin, giúp đưa đến việc bắt giữ nghi phạm cũng như xác định danh tính nạn nhân của vụ án. Theo một trinh sát hình sự, thông tin thu thập từ hiện trường, tử thi là rất ít nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng người dân cùng hỗ trợ để sớm tìm ra nhân thân, lai lịch nạn nhân. Một trinh sát hình sự cho hay, nếu xác định nhân thân, lai lịch nạn nhân thì công tác điều tra sẽ dễ dàng hơn, giúp sớm tìm được hung thủ gây án. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án này. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân. Các camera quanh khu vực và các địa điểm quan trọng vẫn đang được thu thập. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.